Vẫn là cô thương tôi. Mỹ nhân, mỹ nhân. Bảo bối, cô khiến tôi ngày đêm mong nhớ đó. Mỗi lần gần có được cô đều giở trò khôn lỗi với tôi. Lần này tôi phải làm đẹp quá đi, đẹp quá. Bảo bối, tôi nhớ cô lắm. Tôi muốn phát điên vì cô rồi. Bảo bối, tôi không chịu nổi nữa. Tôi phải làm với cô thôi. Ông làm cái gì vậy? Bảo bối, tôi thích hoa hồng có gai như cô đó. Ông nhìn kỹ cho tôi. Nhìn đi. Cái này... giấy sĩ quan. Ông thấy rồi chứ? Thiếu tướng, đặc phái viên. Hiện tại ông biết rồi đó. Tôi có mắt không trồng. Trưởng quan tha tội. Xin trưởng quan tha tội. Tôi có mắt không trồng. Quy định của chúng ta ông đều biết chứ? Thân phận của tôi, nếu ông dám tiết lộ, coi chừng cái đầu của ông đó. Tôi hiểu rồi.
Tất cả ra đây hết cho tao. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Tấn công. Lên. Lên. Giết. Chém nó. Giết đi. Chém chết nó. Chém. Chết đi. Khốn nạn. Hình như có người kêu la ngoài kia. Hình như là con đàn bà. Đừng có ảo tưởng. Anh Cường ở ngoài đó coi chừng mà. Lo chơi tiếp đi. Nhanh lên. Thằng này không phải Hà Học Dung. Lãng phí viên đạn rồi. Chuyện gì vậy chứ mập? Đừng để Hà Học Dung chạy thoát. Anh em Văn Đông hội đông như vậy, nó không thoát đâu. Đi. Đứng lại. Mày chết đi. Đang nghĩ gì vậy? Hôm nay mới bắt được mấy con nhỏ về, không vui à? Tốc độ chậm quá. Xem ra huấn luyện chưa đủ. Hơn nữa còn bị phát hiện. Tất cả tập hợp. Chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Giết nó đi. Mẹ nó. Cho mày chết. Alo, anh, bên này bị đánh lén. Làm trò gì vậy, lên coi. Lên cái đầu cậu, nó có súng đó. Cầm cái này. Cái đồ đó ở đâu ra vậy, sao không nổ? Tôi lượm được. Đóng đồ ngay bữa trước đâu rồi. Anh Đông đâu có đưa tôi. Mau qua đây cứu chúng tôi. Cái gì? Bên đó cũng bị thanh bang đánh à. Khốn nạn. Bên này mưa bom bão đạn. Anh còn kêu qua đó cứu viện. Anh tự lo cái thân cho mình đi. Các anh em, mặc kệ, tấn công. Tụi mày là ai? Coi chừng tao đó. Mày chết chắc rồi. Cường, cho nó coi đồ ngon đi.
Thiệp đen, tụi mày là văn đông hội. Mày đoán đúng rồi đó. Tất cả đứng yên. Đứa nào đứng lên tao bắn chết. Đứng yên. Mẹ tụi mày. Đứng yên. Sang, coi chừng. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên. Mẹ nó. Chết đi. Mày chết chắc rồi thằng khốn. Chém nó chết đi. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Chém chết thằng đó cho tao. Chém chết nó. Chém đi, chém chết nó. Chém chết nó đi. Chém cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Mẹ nó. Chém chết nó đi. Thằng khốn nạn Hạ Học Dung đó, vậy mà phải đổi bằng mạng của tôi. Hạo Nhiên, cố gắng lên cho tôi. Cố gắng cái đầu của cậu. Lần trước cậu đánh tôi còn chưa báo thù. Hạo Nhiên, đừng nói nữa. Hạo Nhiên, chúng ta tới bệnh viện. Tới bệnh viện. Hạo Nhiên, anh cố gắng lên cho tôi. Giờ tôi nói tôi thích em gái anh được chưa? Tôi không thích làm anh rể. Tôi muốn làm em rể của anh được chưa? Anh cố gắng lên cho tôi. Cố gắng lên cho tôi. Tiểu Lan, Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, Hạo Nhiên. Tôi nghe thấy tiếng còi xe lửa. Tiểu Lan, Tiểu Lan từ Hồng Kông về rồi. Hạo Nhiên, đi đâu vậy? Hạo Nhiên, đi. Đi thôi. Tiểu Lan, Tiểu Lan. Hạo Nhiên, cố gắng lên cho tôi. Không cần. Tôi muốn gặp Tiểu Lan. Tiểu Lan. Tiểu Lan. Tiểu Lan, em đâu rồi? Tiểu Lan. Anh. Tiểu Lan. Tiểu Lan. Anh à. Anh. Anh. Tiểu Lan. Sau này Tiểu Lan phải nhờ mọi người. Cao Cường, cậu toàn ăn hiếp tôi. Lý Sang cậu cũng ăn hiếp tôi. Tất cả đều nợ tôi. Tiểu Lan. Anh. Hạo Nhiên. Anh. Hạo Nhiên.
Sao rồi, anh Đông? Trong đó giải quyết xong, còn ngoài này thì sao? Tôi mới gọi cho cục trưởng Trần, cảnh sát sẽ tới dọn dẹp. Đừng để người ta nhìn thấy, đi, lên xe. Đi thôi, lên xe. Anh Đông, Hạo Nhiên sao rồi? Hạo Nhiên trúng đạn. Mập, cậu bị khùng đó hả? Cường, Hạo Nhiên chết rồi. Chết từ hồi nào vậy? Tại sao lại như vậy? Ai giết vậy? Mẹ nó, tôi không thích không khí này. Mấy anh em cười cái coi. Mập à, cậu nhìn lại coi mình khóc có giống đàn bà không? Hạo Nhiên chết rồi, chứ có phải nguyên cái văn đông hội này giải tán đâu. Đã lúc nào rồi, cậu còn chơi trò này với tôi? Lúc nào à? Lúc anh em ra đi, chắc chắn không muốn thấy cậu cứ như vậy. Lúc nào à? Lúc anh em ra đi, cậu muốn để anh ta thấy cậu buồn như vậy sao? Cậu muốn vui phải không? Qua đây, tôi cho cậu vui. Tôi cho cậu vui. Cho cậu vui. Cậu vui chưa? Tôi cho cậu vui. Cho cậu vui nè. Cậu vui đi. Cứ vui đi. Cậu vui chưa? Đừng cãi lộn nữa. Cường, cậu giỏi lắm đúng không? Hôm nay tôi phải liều mạng với cậu. Cậu ngon hả? Ngon à. Đừng có quậy nữa. Tránh ra. Đừng có cản tôi. Cường, đừng có quậy nữa. Lý Sang, tôi không cản cậu. Tôi biết cậu đang buồn, nhưng nếu cậu muốn văn đông hội từ nay chia năm xẻ bảy thì cứ tiếp tục đi. Anh Đồng, tôi đi giải quyết hết vòng ngoài. Cao Cường, Lý Sang. Dạ. Đi. Đi.
Tôi nói là một lần nữa, giết đối thủ, bảo vệ mình là mục tiêu hành động của chúng ta, là tiêu diệt hết sức chiến đấu của liên minh huynh đệ. Hướng 11 giờ, hai người, ảnh, cô lên. Rõ. Văn Tư, Tuyết, hướng 3 giờ, ra tay phải nhanh, không được gây tiếng động. Làm được không? Đã biết. Đi. Trời ơi, mấy đứa con gái đó mới là món chính. Sao có tiếng con gái vậy? Anh em, đi coi thử đi. Coi chừng có bẫy đó. Mày ngu quá. Giờ này là mấy giờ? Đánh lén cũng không ai lựa giờ này đâu. Chưa kể đây là tổng bộ của anh em chúng ta. Tụi nó muốn chết sao mà tới đây chứ? Đừng có cản tao. Vậy thì đi đi. Để tụi nó thích làm gì thì làm. Chúng ta ở đây coi chừng là được. Người đẹp. Em gái. Trễ vậy rồi. Em ở đây làm gì vậy? Nói anh nghe coi. Hồi nãy đi về nhà, gặp phải hai tên cướp. Bọn chúng còn muốn bắt tôi lại, nhưng mà tôi chạy thoát được, tội quá vậy. Nhưng trẹo chân rồi. Mày tránh ra coi. Mày biết cách không? Anh gì ơi, đưa tôi về nhà được không? Tất nhiên là không thành vấn đề. Tôi đưa cô đi. Ý trời, nè, cái gì vậy? Lưu manh, buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra, mẹ nó. Mày làm như lâu rồi không chơi gái vậy, con nhỏ đẹp không? Buông tôi ra. Thôi kệ hai thằng đó đi. Thiệt tình, buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Mùi gì vậy? Mùi của máu. Đi. Ảnh. Sau hành động lần này, cô theo anh Đông, làm cái bóng của anh ấy. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ an toàn cho anh Đông bất cứ lúc nào. Làm được không? Được. Nhớ đó. Từ nay về sau, tính mạng của cô gắn liền với anh Đông. Ba người âm thầm bảo vệ anh em trong hội. Giáo quan, anh không vào sao? Minh Lâm tôi thích ở trong bóng tối hơn. Đi đi. Ai đó? Anh em đã lâu không gặp rồi. Nè, đây, hút điếu thuốc đi. Đây, 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 hút đi. Đại ca. Nhị Lăng Thận, anh lịch sự chút được không? Thằng đó đái ra quần rồi kìa. Bàn Kiến đâu? Tôi không biết. Mẹ nó, đừng có khiêu chiến với giới hạn của tao. Tôi mà nói sẽ chết thảm. Tụi nó sẽ giết cả nhà tôi.
hôm nay bàn kiến phải chết. Mày chịu khai thì mong còn cơ hội sống. Trên lầu. Cho mày sống cũng vô ích. Lưu Ba, anh tập hợp với Minh Lâm để lát nữa tiếp ứng. Được, tôi đi chơi đây. Con mẹ mày bàn kiến, mày chết đi. Mày la nữa tao giết mày luôn bây giờ. Nào nào, uống đi. Vô. Có chuyện gì rồi? Đi coi thử đi. Anh Trương, anh có chắc người này là bàn kiến không? Nhìn thì rất giống người trên hình chụp. Anh Đông, anh cũng chưa gặp bàn kiến à? Hình là của Cao Chấn đưa, tôi không dám chắc. Đồ hung thủ giết người, mấy người là đồ cầm thú. Mày có giết tao, tao cũng không cho mày biết đâu. Cô đã cứu tôi. Cô tên gì? Tôi nợ cô một mạng. Ảnh. Tốt. Ảnh. Mày đi chết đi. Hạo Lan, không ngờ cô ra tay dữ vậy. Mập, tôi là Hạo Nhiên. Hạo Lan chết rồi, bớt nói nhảm đi, đánh tiếp. Mẹ nó, mày chết đi. Anh Đông. Anh Đông, đứng yên. Hạo Nhiên, cho người chăm sóc anh em bị thương. Lão Lưu, sao lại ra đây? Anh Đông kêu tôi ra tập hợp với cậu để còn gì tiếp ứng anh em ở trong. Nè, vòng ngoài dọn sạch sẽ hết rồi chứ? Minh Lâm tôi làm việc anh còn lo à? Tất cả đứng yên. Đứng yên. Thằng nào dám bước tới tao chém chết. Đứng yên. Dám tới tao bắn. Chúng ta đi. Mập Cao Cường, đi thôi. Lũ đảng. Chuyện gì vậy? Chắc cũng xong rồi, chuẩn bị tiếp ứng. Mau lên. Anh Đông, anh Đông, lựu đạn xài đá tay thật đó. Đừng đằng nhằng nữa, lên xe đi. Bớt nói đi, mau lên xe. Tập hợp ở khách sạn Phương Bắc. Anh Đông, lần này chúng ta chơi lớn hơn đó. Chơi lớn sao? Đúng. Lần này chúng ta chết mười mấy người, bị thương cũng hai mươi mấy.
còn bên liên minh huynh đệ tổn thất gấp đôi chúng ta. Chuyện lớn như vậy, không chỉ bỏ chút tiền là giải quyết xong đâu. Mà tôi nghe nói dân chúng khiếu nại chuyện này lên tỉnh luôn rồi. Trên tỉnh còn cho đoàn kiểm tra xuống nữa. Nghiêm trọng như vậy mà còn cười được à? Cười chứ sao không cười? Diệt trừ liên minh huynh đệ xong, con đường của chúng ta sau này sẽ thuận lợi hơn. Cái này thì tôi hiểu. Lần này trên tỉnh cho người xuống, chúng ta không can thiệp được. Mà Cao Chấn cũng vậy. Tôi chỉ lo sẽ điều tra được gì đó. Tạ Văn Đông, tôi sợ cái này sao? Ảnh, cô ra ngoài trước đi. Tôi và các anh em còn chút chuyện phải nói. Tôi là vệ sĩ của anh Đông, tất cả mọi chuyện tôi có trách nhiệm phải biết. Cái này hả? Ảnh à, chúng tôi muốn nói với anh Đông chuyện giữa đàn ông với nhau. Lát nữa tôi với anh ba còn muốn so sánh cái đó. Đúng. Minh Lâm, đừng nói anh tính để cho ảnh theo tôi luôn chứ. Bắt buộc phải theo, còn phải theo như hình với bóng. Anh kêu một cô gái đi theo tôi cả ngày lẫn đêm, cái khác chưa tính tới. Bên chỗ cha mẹ tôi là không thể giải thích được rồi. Nói thật, bây giờ cậu không còn là một học sinh trung học bình thường nữa rồi. Tính mạng của một mình cậu ảnh hưởng tới sinh tồn của cả bang hội. Vì an toàn của cậu, vì tất cả bang hội, ảnh nhất định phải theo cậu. Trời ơi, tôi có thể bảo vệ tôi được. Hay là như vậy đi anh Đông, anh chọn 5 người bất kỳ trong ám ra. Chỉ cần anh đánh bại họ thì chứng tỏ anh có khả năng tự bảo vệ mình. Còn nếu anh bị đánh bại, anh Đông, tôi thấy anh buộc phải đồng ý rồi đó. Đấu đi anh Đông. Sợ cái gì? Đấu đi, đấu đi. Ám là cái gì chứ? Chưa từng thấy anh Đông đánh lộn phải không? Đừng nói tới 5 người. Anh muốn thử không? Cũng được. Có gì không dám. Đừng hối hận đó. Đưa giùm tờ báo. Thôi đi. Có gì mà coi. Không biết chữ. Đây là chữ của châu Âu đó. Mập hả? Cậu chắc chắn chọn người yếu nhất à? Anh không tin em à? Chưa tới trại huấn luyện của bọn họ phải không? Mấy thằng đàn ông trong đó cánh tay còn bự hơn đùi em, nên em chọn mấy đứa con gái cho anh. Cho anh quay phong một chút. Nè Minh Lâm, mấy nhỏ này yếu nhất phải không? Cũng được. Vậy tôi không khách sáo. Mẹ nó, mấy đứa này ác thật đó. Chơi thật nha. Ê Mập, cậu nói như vậy là yếu nhất à? Không không, Vũ là thành viên xuất sắc nhất của ám. Trong số 4 người họ, vẫn còn 3 người là thành viên dự bị. Được, tôi phục. Được rồi, tôi chịu thua. Anh Đông, anh buộc phải phục thôi. Trong ám đội, thành viên dự bị cũng là xuất sắc nhất. Nói nghe nè Minh Lâm, giờ con còn khoác lác được. Nói vậy nghĩa là sao?
Bọn họ đánh giỏi hay không chưa cần biết, nhưng tôi không tin được một đứa con gái chưa từng ra chiến trường có thể đảm nhiệm trọng trách vệ sĩ được. Đúng. Hay là như vậy đi, Minh Lâm, anh kêu cái cô đó, ảnh gì đó, ra đánh với anh ba mắt một trận. Đúng không? Một trận thôi, đánh thử đi. Mập, cậu bớt kiếm chuyện một chút không được à? Sao chỗ nào cũng có mặt cậu vậy? Muốn ăn đập hả? Đánh một trận thôi. Tôi không biểu diễn, tôi chỉ giết người. Tôi khen cô mập, cô còn lên mặt à? Không có. Anh nói ai mập? Nói cô ta. Được rồi, không cần quậy nữa. Minh Lâm, tuy là tôi chịu thua, nhưng anh cũng phải cho tôi thấy cô ta có thể chứng minh được năng lực của mình. Anh ta không thắng được tôi. Mẹ nó chọc giận tôi rồi. Anh, cô thử đi. Để tôn trọng tinh thần dũng sĩ, tôi nhường cô một tay. Nếu đánh ngã được tôi thì tôi thua. Kẻ địch trên chiến trường sẽ không nhường cô vì cô là con gái. Tương tự, trên chiến trường cũng không tồn tại tình thương. Ngầu thật. Tương tự, trên chiến trường không tồn tại tình thương. Tôi phục rồi. Coi như tôi thua. Ảnh, cô là cao thủ đệ nhất của ám đội. Minh Lâm nói chính xác. Ảnh, sau này theo tôi. Anh làm sao vậy? Kêu anh mở mắt ra mà đánh, sao lại nhắm mắt quơ quơ mấy đường làm cái gì chứ? Coi kìa, cái gì chứ? Anh làm gì vậy? Cậu đoán đi. Anh đá tôi còn không đá nổi thì làm được gì? Được, mời ngồi. Cao đại ca. Cao đại ca. Cao đại ca. Sao vậy? Không có gì. Giờ cũng trễ rồi. Ở lại ăn bữa cơm tối đi. Ăn tối. Bây giờ là 9 giờ sáng mà. Thì cơm trưa. Cơm trưa. Ăn cơm trưa đi. Người anh em, trận tối qua cậu đánh đẹp lắm. Tuy là Bàn Kiến chưa chết, nhưng cũng bị thương rất nặng. Bàn Kiến chưa chết. Đúng vậy. Bị thương nặng trong vụ nổ. Mấy anh em nói như vậy. Vậy thì người chết tối hôm qua là Bàn Qua, anh ruột của Bàn Kiến. Hai tên đó chỉ cách nhau một tuổi nên bị nhận lầm. Chuyện này không lạ. Tuy Bàn Kiến chưa chết, nhưng thế lực trung tâm của hắn trong liên minh huynh đệ đã giảm bớt hơn nữa. Anh ruột cũng chết. Đây là chuyện đáng ăn mừng. Sau này rắc rối của chúng ta cũng giảm bớt nhiều. Chỉ thiếu một bước. Đáng tiếc. Cao đại ca, sau này anh tính làm sao? Nói đi. Tôi muốn thừa cơ Bàn Kiến đang nằm viện, đánh hạ liên minh huynh đệ. Tới chừng đó, toàn bộ thành phố này đều là của chúng ta. À đúng rồi. Cô đây là... Cao đại ca đừng hiểu lầm. Đây là Ảnh, đội phó của ám. Từ đầu óc tới võ nghệ đều là hạng nhất. Cánh tay mặt của tôi đó. Vậy à? Của chúng ta. Khách sạn Phương Bắc. Bàn Kiến chưa chết. Không thể nào.
Người chết có tất cả đặc điểm của bàn kiến mà. Đó là anh ruột của bàn kiến, bàn qua. Anh Đông, cũng tại tôi sai, phạt tôi đi. Chuyện này không phải lỗi của anh Trương, lỗi tại em. Do tin tức của em chưa đủ chính xác. Đừng cãi lộn nữa. Mấy người đều do tôi đào tạo. Giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Ngồi xuống hết cho tôi. Tôi còn chuyện khác muốn nói. Lần này liên minh huynh đệ thất bại thảm hại trong tay chúng ta. Nhưng ngày nào bàn kiến còn chưa chết thì chúng ta còn phải đề phòng. Anh Đông, anh nói đi. Anh muốn làm sao, em làm như vậy. Mọi người trở về, căn cứ theo tình hình trong đường của mình để chọn ra một phó đường chủ, để thuận tiện quản lý mọi chuyện trong đường. Minh Lâm, lần này đánh lén liên minh huynh đệ, công của ám đội là cao nhất. Anh về mở rộng thêm ám đội, sau này tôi sẽ cần dùng tới. Anh Đông, vậy không thực tế. Tại sao? Nguyên nhân thì có hai cái. Thứ nhất là người tài vốn dĩ đã ít ỏi. Còn thứ hai, muốn huấn luyện ra người xuất sắc thì cần có rất nhiều vốn liếng, thời gian và sức lực. Cũng vì nguyên nhân này nên Minh Lâm không làm được đâu. Vậy thì cứ cố gắng hết sức, sau này vốn lưu động trong hội sẽ ưu tiên cho ám đội. Được, vậy thì anh yên tâm. Lần này coi như đánh thắng trận mà. Sao mặt mày ai cũng u ám vậy? Tiệc mừng công, anh Đông, mời cơm đi. Được, tôi mời mọi người một bữa. Đi thôi. Đi. Khách sạn Power. Tiểu Ngọc, Tiểu Mỹ, mời vào. Mời. Xin mời. Nào, mời ngồi. Tiểu Mỹ, mời ngồi, mời ngồi. Hôm nay là ngày hiếm hoi. Đây là rượu vang tôi đem từ Pháp về đó. Thử đi. Đi đại ca, tôi và Tiểu Ngọc không biết uống rượu, tôi vẫn nên uống trà thì hay hơn. Coi cái đầu của tôi kìa. Không sao hết. Phục vụ. Chào anh. Nói ông chủ cho hai ấm trà thượng hạng đi. Có liền. Anh Đông, tôi vừa nói với lão Lâm rồi, bây giờ làm gì? Nói đi. Anh và lão Lâm lập tức dẫn các anh em tổ chức ám, mau chóng đi điều tra tình hình Thanh Bang, đặc biệt là Cao Chấn. Cao Chấn hiện tại có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Được anh Đông, tôi lập tức phái người đi. Nhớ, nhất định phải lẹ. Trước 8 giờ phải cho tôi tin tức chính xác. Rõ anh Đông, tôi đích thân phái người đi. Đi. Anh Đông, bây giờ có phải nên cứu ba mắt ra không?
Tôi sẽ đích thân tới cục cảnh sát. Con có thể cứu ba mắt ra không? Anh Đông, em đi cùng anh. Đừng có ai đi cùng tôi. Cũng không phải đi đánh lộn. Nhiều người như vậy, cảnh sát còn nghĩ chúng ta muốn tạo phản đó. Hiện tại không thể để bọn họ nắm được điểm yếu nào cả. Tiểu Mỹ ngày càng xinh đẹp rồi. Tiểu Mỹ, tiên sinh, trà của anh. Nào, Tiểu Mỹ, Tiểu Ngọc. Không phải anh muốn nói chuyện tại Giang Đông sao? Mau nói đi. Tiểu Ngọc, đừng vội như vậy. Ăn cơm xong, tôi từ từ nói cho cô biết. Được, nào, rót thêm. Tiểu Ngọc, tôi biết cô thích Tạ Văn Đông. Ly rượu này tôi chúc cô và Tạ Văn Đông có kết quả tốt đẹp. Nào, khùn. Đừng có không nể mặt như vậy chứ. Mặt mũi là cái lót giày thôi. Tiểu Mỹ, tôi cũng chúc cô tương lai tìm được người yêu vừa ý, viên mãn hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã coi hai cô như em gái ruột, là nữ thần trong lòng của tôi. Cho nên các cô hạnh phúc, dĩ nhiên tôi sẽ vui. Tôi cạn trước nha. Lý đại ca, ăn xong bữa cơm này chúng tôi sẽ về nhà. Tất nhiên, tất nhiên. Vô đi. Cảnh sát trưởng Đỗ, Tạ Văn Đông là cậu à? Ngồi đi, ngồi đi. Cậu Tạ, chúng ta đã một thời gian không gặp rồi. Hôm nay nói sao cũng không được đi nha. Tôi mời khách. Cảnh sát trưởng Đỗ không cần khách sáo. Tôi nghĩ mục đích đến đây chắc hẳn anh đã biết rõ rồi. Cậu Tạ, tuy cậu không nói ra, nhưng tôi đoán được 8-9-10 phần rồi. Ly thứ ba này, tôi chúc các cô. Trước kia ấn tượng của các cô đối với tôi không tốt cho lắm. Nhưng từ hôm nay, tôi muốn thay đổi. Hy vọng các cô có thể tha thứ cho tôi. Các cô lấy trà thay rượu. Uống đi trà này, coi như đã tha thứ cho tôi rồi. Dĩ nhiên, không uống, tôi cũng sẽ không trách mấy cô. Vậy nếu như anh đã biết rồi, tôi không dòng do nữa. Cậu Tạ, không phải tôi không giúp cậu. Tôi chỉ là một cảnh sát trưởng nhỏ. Bên trên tôi còn có cấp trên, cấp trên, còn có cấp trên nữa mà. Xong rồi, cơm tụi tôi cũng đã ăn rồi. Có thể nói chuyện của Văn Đông được chưa? Tiểu Ngọc, trà này hương vị như thế nào? Lý Phong, đừng có nói chuyện tào lao với tôi. Tôi hỏi anh về Văn Đông. Tạ Văn Đông,
Tại Giang Đông chẳng bao lâu nữa sẽ tôi đời. Cậu ta sắp biến mất khỏi giới xã hội đen thành phố Giai rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Lâu quá không xài thứ này, bắt đầu cảm thấy không thuận tay rồi. Chỉ cần có thể giết hắn, em xài cái gì cũng được. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao là được rồi. Tại sao phải giết hắn? Em cảm thấy con người hắn không tệ. Em đừng quên, đó là kẻ địch của chúng ta. Kẻ địch không phân tốt xấu. Nói đi, tính đòi bao nhiêu? Đòi bao nhiêu? Bộ cậu nghĩ cục cảnh sát do nhà cậu mở à? Hay là do tôi mở? Nói vậy là không tính thả người đúng không? Không thể thả. Chị Thủy, Ma Ngũ tới rồi. Tôi biết rồi, kêu hắn đợi đi. Tôi lập tức qua đó. Tại sao hắn tới? Hắn có bệnh, đầu óc không tỉnh táo. Vừa thay trang phục lại phải đổi lại rồi. Không cần thiết. Được không? Không có gì không được cả. Anh ngủ lâu quá không gặp rồi. Đúng vậy chị Thủy, lâu quá không gặp rồi, ngày càng xinh đẹp rồi đó nha. Tên nhóc Tạ Giang Đông đâu rồi? Nghe cách anh nói có vẻ rất không tôn trọng người anh em này của anh. Thằng đó là đồ khốn. Có chuyện gì vậy? Khốn kiếp, cậu ta ý mình mua nhiều hàng, ép giá với tôi tới mức đó. Hình như anh kiếm cũng không ít mà. Kiếm không ít thì kiếm không ít, nhưng cũng không đủ. Tới tốt lại tới, đánh dài dán thua sạch tiền. Sòng bạc tốt lại tới, tôi nhất định sẽ lại tới nữa. Chị Thủy, nhỏ này là ai vậy? Xinh đẹp quá ta. Tôi lấy 5kg bột anh hùng đổi với cô. Tôi chỉ đáng 5kg à? Vậy cô nghĩ cô đáng bao nhiêu? Cái này tôi không biết, nhưng tôi dám khẳng định giá trị lớn hơn 3 người mấy anh gộp lại đó. Cô muốn phản à? Mấy anh tốt nhất đừng chọc cô ấy, nếu không tôi cứu không nổi mấy người đâu. Mẹ kiếp, Tạ Văn Đông không có ở đây. Cô liền lớn lối với tôi rồi. Ma Ngủ, Tạ Văn Đông, anh nghĩ tôi sống được tới hôm nay là nhờ cậu ta à? Vậy cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ mình có năng lực sao? Trong mắt tôi, cô chỉ là một con điếm thôi. Biết không, nếu không có thằng đó bảo kê thì ai thèm nể mặt cô? Cô tưởng mình là ai chứ? Lão Thất, thằng Trâu, bắt hai con nhỏ này lại, đem về chơi cho đã. Chị Thủy, em ăn nhiều sủi cảo quá rồi. Chị lên đi, em sợ no bể bụng. Con nhỏ kia, mày nói cái mẹ gì? Cha mẹ cậu chưa dạy cậu đừng chửi thề à? Mày cái gì? Giờ sao Ma Ngủ? Chị. À không, bà nội à. Con xin lỗi. Nói đi, hôm nay tới để làm gì? Tìm Tạ Văn Đông mượn tiền. Mượn tiền? Không thể nào. Vậy chị Thủy, cho tôi mượn đi. Cho tôi mượn. Tôi lấy cái này thế chấp được không? Lấy tượng Phật vàng của tôi thế chấp. Tượng Phật 2 lượng lận đó. Coi kìa, không phải còn muốn bắt chúng tôi về chơi nữa à? Dạ không dám. Nói giỡn thôi. Nếu không có chị Thủy dắt mối cho anh tới chỗ Tạ Văn Đông, tôi đoán anh đã chết đói từ lâu rồi. Đúng, đúng. Chị Thủy, chị giúp tôi với. Tôi để lại tượng Phật vàng thế chấp. Tôi chờ tôi xuất hết hàng đi rồi nhất định sẽ trả lại. Tôi hứa mà, sau này không đánh bạc nữa. Chị Thủy à, nhưng chị đừng bán tượng Phật vàng này, nó phù hộ tôi đó. Lòng dạ anh thối nát hết rồi. Phật tổ xuống trần cũng không phù hộ nổi anh đâu. Tủ Lan, lấy cho hắn 50 ngàn.
Chị Thủy, vậy không tốt lắm đâu. Giết hắn chị còn ngại giơ tay mình. Đi đi Tú Lan. Lão Thất, thằng Trọng, mau lại chị Thủy đi, mau lên. Không cần, tôi còn có công chuyện. Cầm tiền rồi cút khỏi đây. Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra. Dạ, đi thôi. Nói vậy là không thể thả người. Không thể. Từ từ cậu Tạ, đừng nóng tính như vậy mà. Cậu vội vàng làm chi vậy? Ngồi xuống đi, để tôi nói cho hết đã, được chưa? Tuy là bên trên có người đè đầu tôi, không phải tôi thích thả là thả ra được. Nhưng có một chuyện cậu yên tâm, anh em của cậu ở trong này sẽ không chịu thiệt thòi gì hết. Đảm bảo không làm gì khó anh em của cậu. Yên tâm đi, ăn sung mặc sướng mà. Thôi được, lần này tôi tới cũng không phải bắt anh phải thả người. Tôi biết anh không có khả năng đó. Tôi chỉ muốn vào thăm người. Yêu cầu nhỏ này chắc không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng ta đi. Nói vậy là sao hả? Tạ Văn Đông là cái thá gì mà dám cướp người của tôi? Một thằng đầu đường xó chợ. Nó xứng đáng à? Nó xứng đáng được như vậy sao? Nói thật với cô nha Tuệ Ngọc, Thanh Bang hiện nay đang ở trong tay cha tôi, chuẩn bị đánh lén Văn Đông Hội rồi. Tạ Văn Đông cách cái chết không xa đâu. Anh nói bậy. Có anh tôi ở đó, mấy người không dám làm bậy đâu. Anh cô Cao Chấn à, Tuệ Mỹ, anh cô bây giờ cũng nằm trong tay cha tôi rồi. Anh Lý Sử Minh muốn làm gì anh tôi? Cũng chưa làm gì, mới dâm lỏng lại thôi. Anh cô sống hay chết thì phải chờ hai người bày tỏ lòng thành. Vào đi. Anh Đông, thôi giải tán, giải tán. Đi đi, đi đi. Sao rồi anh Đông? Cũng được chứ hả? Đừng tưởng là tôi phải vào tù, vẫn có thể ăn ngon. Người ta nói gì ha? Sói đi ngàn dặm có thịt ăn, con chó đi ngàn dặm chỉ có phần. Anh thấy, cảnh sát cũng giống vậy đúng không? Đánh bài với tôi là thành anh em liền. Quay một vòng tôi coi thử. Tốt lắm, đồ ăn cũng được, có rượu có thịt. Anh tạm thời ở đây, thời gian này hơi nhiều chuyện rắc rối. Chờ thêm một thời gian nữa, tôi tìm cách đưa anh ra. Anh Đông, tôi không sao, anh cứ yên tâm. Tốt, anh cũng yên tâm. Không quá 10 ngày, tôi sẽ đưa anh ra. Coi như tạm thời nghỉ phép, thả lỏng đi. Được, cảm ơn anh Đông. Được lắm. Không ngờ mấy người, cha con mấy người thất đức. Anh tôi tốt với mấy người như vậy, mấy người lại phản bội anh ấy, đồ súc sinh. Lý Phong, tôi cho anh biết, đừng có vui mừng quá sớm, rồi sẽ có người xử lý anh. Chị, chúng ta đi. Hôm nay không ai được đi hết. Tôi phải coi thử, xem hai người các cô ở trên giường có phải cũng đầy sức sống như bây giờ không. Tốt, tôi rất thích. Xong rồi. Lý Phong, anh dám bỏ thuốc. Hay. Tuyệt vời. Công dụng tốt thật. Thuốc tốt. Tạ Văn Đông sắp tôi đời rồi.
Chỉ cần cha tôi ra lệnh một câu là nó chết chắc. Đêm nay hai người đều là của tôi. Người đâu? Đại ca, sao vậy? Sao vậy đại ca? Đem hai đứa nó lên phòng ngủ đi. Dạ. Tối nay tôi phải hưởng thụ một cặp. Dạ. Tên khốn, thả tôi ra. Tỉnh rồi hả em yêu? Đồ súc sinh, thả tôi ra. Anh muốn làm gì? Anh tôi mà biết sẽ không tha cho anh đâu. Anh cô à, giờ nó còn không tự lo được cho mình, cô còn mong chờ nó làm gì? Cho cô chơi cái này vui lắm. Gương mặt xinh đẹp này. Chị, anh muốn làm gì? Muốn làm gì đó? Còn chiếc váy xinh đẹp này. Chị, tình khốn, không được đụng vào chị tôi. Buông chị tôi ra. Buông ra. Tôi còn chưa chơi xong mà. Tôi còn chưa chơi xong đó. Cứ bình tĩnh đi. Tuệ Mỹ thật xinh đẹp. Lý Phong muốn làm gì? Không nhìn ra tôi muốn làm gì à? Tuệ Mỹ, tôi không thô lỗ như vậy đâu. Tuệ Ngọc, bình tĩnh. Hai chị em các cô nói chuyện cũng giống nhau quá ha. Tôi không chỉ biết nói, tôi còn biết làm nữa kìa. Tên khốn, anh muốn làm gì? Đi chết đi. Chết à? Tôi muốn chết lắm. Muốn chết thì cũng phải là sung sướng tới chết. Được chết trên người hai cô coi như cũng thỏa lòng rồi. Buông em tôi ra. Có giỏi thì qua đây. Từ từ, sẽ tới cô thôi mà. Anh muốn làm gì? Thơm quá đi. Lý Phong, có giỏi thì qua đây. Buông tôi ra. Lý Phong, Lý Phong, Lý Phong, anh muốn làm gì? Anh không biết xấu hổ à? Anh muốn làm gì? Có giỏi thì qua đây nè. Từ từ. Không được. Không được. Lý Phong, không được. Lý Phong, Lý Phong, có giỏi thì qua đây.
bình tĩnh đi. Mà quên, tôi còn có trò chơi vui hơn. Hơi nguội rồi. Hy vọng cô không thấy lạnh. Có giỏi thì qua đây. Thả em tôi ra. Tôi sẽ qua đó với cô mà. Đừng có vội vàng. Thả em tôi ra. Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông, cậu đang ở đâu? Đến lúc này rồi mà còn tìm Tạ Văn Đông nữa à? Lý Phong, đồ súc sinh. Đại ca, đại ca. Trời đất ơi, Tuệ Ngọc, sẽ có người tới cứu chúng ta. Đại ca, ta đã nói rồi mà, tụi mày phải canh chừng ngoài cửa. Không có lệnh của tao thì không ai được vô trong. Đứa nào kêu đó? Đại ca, em kêu. Thằng chó. Chuyện gì? Đại ca, em thấy nó rồi. Sát. Tuệ Ngọc, tới đây. Lý Phong, thả chúng tôi ra. Văn Đông mà biết sẽ không tha cho anh đâu. Dừng tay. Bây giờ vẫn còn nghĩ tới Tạ Văn Đông mà. Nó không là cái thá gì. Không là cái gì hết, hiểu không? Tạ Văn Đông, tôi cho cô biết. Mà đúng rồi, cô là người của Tạ Văn Đông. Hôm nay tôi phải chơi con đàn bà của nó. Không biết cô có còn nguyên không đây. Buông em tôi ra. Trời đất ơi, Đức Mẹ Maria, tụi mày có chịu thôi chưa vậy? Khốn nạn thiệt. Mấy người là ai? Tới tìm đồ. Thì ra là tới chơi à? Rất hoan nghênh. Buông tay ra. Chúng tôi tới tìm một tấm thẻ đen. Trên đó có một chữ màu đỏ. Chữ sát à? Thì ra anh biết à? Đúng là ở chỗ anh. Sao không lấy ra sớm hơn? Cô thích thì cứ đem đi. Tôi nghe nói tấm thẻ này dùng để đổi đồ. Có đúng không? Đổi đồ à? Đổi mạng người. Người của Văn Đông hội à? Anh thông minh lắm. Tôi thích anh rồi đó. Rất là dễ thương. Đừng qua đây. Mấy người tha cho tôi. Tôi có thể cho mấy người tiền. Có thể cho mấy người gia nhập. Gia nhập thanh bang. Làm đường chủ. Không, làm bang chủ. Nhưng hôm nay anh phải chết. Không. 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 Tôi có thể cho mấy người tiền. Tha cho tôi.
Hãy tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Tên này yếu thật đó. Mới đánh có một cái. Văn Đông kêu mấy cô tới phải không? Đúng rồi. Tuệ Ngọc. Chị.